một chút em nói, tại vì em là em lấy bình oxy. Em thưa với cả nhà, ai đã từng lấy oxy bên em vô cho em comment có phải là gọi cho em một cái là oxy tới không? Công nhận không? Công nhận không? Trong cả có cái nhiều người, cái thằng bé bữa tên Cường nó tới đây lấy oxy, nó xài oxy xong nó gọi điện cho em, nó ê, chuẩn bị nha, đừng có về nha ông thần, vô 2 tấn gạo. Nó gọi điện cho em, chị ơi chị, em trả chị bình oxy. Trời ơi, còn có nhiều chương trình mất cái bình oxy luôn. Cái bình oxy bán 500 ngàn trong khi tụi em mua 1 triệu mấy. Mà quý vị coi nè, giữa trưa nắng nha, mà đi tới tất cả các bệnh viện để mà người ta chuyển oxy nè, các bạn tội chưa? Cho cái bình oxy 1 triệu mấy, 3 triệu mấy, nó đúng là tiền thiệt. Không quan trọng bằng những con người này nè, mình phải vái xá người ta. Khi nào mà quý vị nghe đó, mẹ con bị vậy, ba con bị vậy, ông ngoại, ông nội con, ê cái thằng Hiếu tránh ra, con đang livestream mà. Hiểu không? Mà xin oxy á, thì lúc đó mình mới thấy quý những cái người này, người ta tới, người ta tiếp cận cho mình, rồi người ta lấy cái van, cái van, người ta thở cho mình nha. Chứ không phải là người ta ta làm ấy đâu. Hiếu 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 lấy cái hộp van mở ra cho mọi người coi. Đây nè. Rồi đi oxy nó nặng thiệt á. Nó nặng hơn em nữa nè, hộp van nó mở ra. Nặng lắm, đâu phải dễ mà lấy để được. Đây, van này phải biết cách mở ra luôn. Đó đây nè, đây nè, từng cái vậy nè. Phải biết cách gắn vô, tháo ra đây cái đầu van. Chứ không phải nhào vô a tầm thù. Đó, rồi các bé này là cái người làm gì? Trực tiếp đi nè. Nó đây, người ta trực tiếp người ta cứu, cứu cho đã. Rồi con lấy nhiêu phần lấy rồi con? Con lấy thêm mì nữa, đây nè. Van nè, dây nè. Là những người này ta hy sinh, ta vô, ta tiếp cận F0 của cha mình, mẹ mình, ông mình, bà mình. Người này mới là quan trọng. Mà nở lòng nào vớt cái bình của người ta. Ủa anh lấy hết tổng nhiêu phần á? Chắc khoảng 20-30 phần. 20-30 đi con. Ví dụ mà đi, con dặn trọng có thuốc nha. Tại vì á, nó đó là đóng vai con Việt Hương, cho nên Việt Hương xin phép là kêu theo cái trong phim luôn. Má với con trong phim Dương Thế Bao La Sầu đóng vai cậu hai, Hương đóng vai hội đồng. Bây giờ cậu hai với hội đồng gì cũng xà xuống bốc giác hết. Nhưng mà hai cái thằng bé này nè, biết làm nghề gì con làm nghề gì con? Dạ con, anh vợ, anh rể nó. Anh vợ, à anh vợ của thằng kia. Anh rể của thằng kia. Rồi con này. Em của nó. Trời đất ơi, hợp lý nữa, gia đình làm thiện hết trơn. Đó, lấy đi, lấy rồi anh dặn nghe con, có thuốc F0 có sữa nha. Đó. Yếu yếu đồ, sụi sụi đồ, mệt mệt đồ, mình uống sữa rồi mình uống thuốc. Đó, tại vì cái này F0 cho nên tụi em xin phép là một cái bịch như vậy nè. Đó, rồi tụi bọn ác này, ủa đâu rồi, bọn ác này nè, nó qua là nó vô bịch. Quý vị hiểu không, mình phải vô bịch như vậy, đó, ghi rõ ràng. Còn đây là cá. 2.300 hộp cá của ca sĩ Minh Tuyết gửi cho Việt Hương. 2.300 hộp nha. Đây là 2.300 hộp. Đó, nhưng mà có một khúc này thôi nha quý vị. Còn cái khúc trong này á, con phải viết luôn vô đây nè. Nghệ sĩ Hoài Tâm quyên góp ở bên Mỹ 10.000 hộp cá. 10.000 hả con? Nhỏ này là tạ tu thâu nè quý vị ơi. Không tạ tu thâu quý vị, tạ tu thâu vẫy tay. Đó, tạ tu thâu. Nó thâu dữ lắm, ai cho gì cũng lấy nha quý vị, nó lấy vô cho em. Đó, 10.000 hộp cá của chú Hoài Tâm hả con? Dạ. Chú Hoài Tâm là 10.000 hộp cá đây. Đó, khúc sau, khúc sau. Khúc sau nha. Đó, khúc sau. Là cá của nghệ sĩ Hoài Tâm quyên góp cho em 10.000 hộp cá. Và 1.000 thùng mì hả con? 1.180 thùng mì. Dạ, nhưng mà 1.180 thùng mì của nghệ sĩ Hoài Tâm chưa có về nha. Tại vì nhà em bây giờ đang chống chỗ này để vô gạo. Còn chỗ này là nuôi. Hương xin cảm niệm công đức của nghệ sĩ Hoài Tâm đã gửi cho em là 10.000 10.000 hộp cá và 1.180 mì gói. Nói chung không nhớ cái gì rồi. Đó đó đó, nhớ vậy đó. 30 phần quà. Con nhớ dặn trong đó nha, đừng có bóc tay bóc chân vô. Và nhớ là trong đó có thuốc sốt, nếu hết thì con cứ việc qua đây lấy. Má còn thuốc sốt bên nút rất là nhiều. Muốn lấy thực phẩm gì cứ qua đây nha. Tảm niệm công đức con, chào con nha. Trời ơi, thằng này nó đóng con tôi, cậu hai tôi kêu nó bằng con, hai thằng quỷ vô chào má luôn. Tao mới có 45 tuổi sao đẻ ra tụi bay được. Trời ơi, phải chửi tụi nó quý vị, chửi tụi nó. Bye con trai, cảm ơn con cho nó ba cái bình này nha. Má ghi tên vô rồi má thu bình lại cho. Đó, công đức vô lượng không, thấy thương không, đó là chở oxy, còn cái đám kia chở đồ ăn, còn đó, ủa chết cha, thằng này chắc chở gạo tới nè, chở gạo, chở ga tới rồi.
Dạ. Bây giờ nói lại cái vụ bình oxy, em cũng lại luôn. Thưa với quý vị, ai đã gọi cho Việt Hương thì Việt Hương chỉ là có cái công mà Việt Hương gọi lại, Việt Hương ABC và gửi qua cái tin tức này cho bé Đào ha, là con của anh Tám Sang, dù bất kể đêm phia thì bé Đào này vẫn là người chịu trách nhiệm với Việt Hương. Thì khi mà gọi tới, em hỏi quý vị nè, cái bình đem lấy giùm một cái bình oxy nhỏ coi Hiếu mày xét nổi em, chứ cái van, đưa cái van cho chị trước. Bình van nhỏ là 1,8 triệu mấy một bình. Mà thưa quý vị, khi quý vị kêu cấp cứu là tụi em hai cái bình oxy thì có, nhưng cái lòng người ta đem cái oxy tới, quý vị ơi, làm ơn thương giùm em, đây nè, một cái bình như vậy 1,000,000 mấy em dịnh ở đây rồi em cho cái van. Bình này thì tụi em mua chứ tụi em không có phải là đi xin đi cho gì của ai, đi xin gì của ai hết. Cho nên khi mà quý vị, người ta đem tới cái công, người ta đem tới, ta chụp vô cái người cứu của mình, xài xong trả cho người ta. Trời ơi, đưa đây, bỏ xuống. Ai mà đem bán kỳ vậy, trời ơi, bất nhân quá. Bán có 500,000 à, em mua 1,8 triệu, chết người ta luôn. Mà ông Tám Sang, dạ, ai kiếm em vậy? Xin oxy cô Hương, không có chuyển oxy trong cái xe thường được con ơi. Con cho số điện thoại nè, địa chỉ cô Hương có xe cấp cứu đi chở đi, tại vì xe cô Hương đang xe thường. Dạ, địa chỉ là quan trọng và số điện thoại người tỉnh nha. Người tỉnh đó chứ người mê rồi không nhận được. Em liên tục là nhận như thế. Cho nên em thưa quý vị, đừng chê em xấu, đừng chê em mụn gì nữa trơn, tại bịch bịch cái đó nó mụn dữ lắm. Sớm ơi là chạy sức bức sang ban. Tới nay về phải ý kiến với cả nhà, em xin phép là những cái van như thế này nè. Dạ, những cái van nè, rồi cái bình nè, rồi chọt vô như vậy nè quý vị, rồi cái ống nè, thở nè, ống như nè, vậy nè. Đó là tụi em đi kiếm mua, mà cái bình bây giờ nó khó dữ lắm, nó như cái bình ga nhà mình xài á, trả cho con ta cái vỏ. Có hai trường hợp như vậy. Không biết ai nha, đừng có đăng tin bậy bạ là nói là mình phải, mình tới mình giao cái bình á, rồi mình lấy 1,5 triệu tiền đặt cọc cái bình, rồi mình đưa cái bình cho người ta xài. Không có nha, bên Tám Sang của Việt Hương chạy lúc nào Hương cũng điện là cho địa chỉ và số điện thoại. Sau đó thì Việt Hương sẽ chuyển đi liền trên xe cấp cứu để chở cái đó tới. Không bao giờ nhận của ai một đồng bạc nào hết. Dạ, em không bao giờ, bên đội anh Tám Sang đi oxy cho em là không có lấy của ai đặt cọc bình oxy gì hết trơn hết trụi á nha, không có cái chuyện tới đó. Việc thứ hai, cả nhà có một cái bị vậy nè, cái bình oxy khi tụi em chuyển tới hen, thì có hai trường hợp. Một là họ đem bán luôn với giá là 500,000, 600,000. Thứ hai là con gửi cho bé Đào, con gửi cho má cái đó, con gọi cho bé Đào để má nói chuyện với bé Đào, lấy gửi oxy đi cho cái chị mới nhận thông tin đây để cho người ta yên tâm. Dạ, trong lúc này là cái oxy nó vẫn gọi nha. Đồ ăn của em là đây nè, vẫn còn nè đó quý vị, là vẫn chuyển đi. Các xe đi các kiểu, các xe đi các cách và các kiểu khác nhau, hiểu chưa? Xe này á thì đi, xe này á thì đi oxy, mà xe kia đó là đi đi thực phẩm, gọn xe nọ là đi cồn mà phun mà cồn mà gọi sao ta, dạ cái bình cồn ấy, nó giống vậy nè, cái cồn á, cồn để bỏ vô đây nè. Dạ Đào ơi, dạ con ơi, cô Hương gửi cái địa chỉ con đi oxy cho cô Hương nha. Cô Hương đang nói vụ mất cái bình nữa không nha, đi oxy cho cái trường hợp cái oxy này cho cô Hương nha. Dạ, người ta gửi cái tờ giấy tới vậy nè. Dạ, 50/39A đường Hòa Bình, phường 5, quận 11, Nguyễn Thị Phượng, số điện thoại 116 cuối. Oxy đi nha. Rồi, cô Hương nhắn tin con liền nè nha. Rồi, oxy đi. Dạ quý vị, đây khi mà người ta cấp cứu nha, mới ở ngoài đường là cầm cái tờ giấy vậy nè. Đó, và ghi cái địa chỉ. Đưa một cái tờ giấy này thôi là tụi em phải chạy. Khi các bạn đưa một tờ giấy này, các bạn có nghĩ ai chạy cho bạn không? Dạ, mà tụi em chạy. Vậy thì chạy xong trả cái bình mấy má ơi. Những cái người mà bên em á, bên nghệ sĩ Việt Hương chuyển á, là rất là đàng hoàng. Giống như các bạn Cường bữa đứng trước cửa nhà là có trả cho em cái bình, có gọi tới cô Hương ơi, con không dùng bình nữa, con trả cái bình. Còn có người là mất tích luôn, cái bình không có bán. Rồi có trường hợp thứ hai, họ đi họ thở bình xong, họ có sức khỏe xong rồi một cái là giống như thở được chứ không phải có sức khỏe, thở được cái là đi cấp cứu cái bỏ cái bình oxy trong nhà, khóa cửa lại rồi ăn cho hết luôn, không có cái bình sao mà đem bỏ oxy vô đem đi. Thương em giùm, lấy chị chai chai nước có chữ VH cho nó đi.
Rồi quý vị hiểu ý em nói không? Dạ thưa là dạ đây em vẫn đi bình thường nha, em vẫn đi các loại bình thường của em, cho nên là thằng Hiếu này phá tôi hoài nha. Dạ các loại bình thường là em vẫn đi đó, nhưng mà em thưa với cả nhà là không có cái chuyện mà dạ em thưa với cả nhà là em ngồi chờ 2 tấn gạo phải không con? Dạ ngồi chờ 2 tấn gạo cho nên sẵn livestream nói cái vụ bình. Thêm trường hợp thứ ba, trường hợp này đặc biệt tới cái công chuyện của em nữa. Cái bình này là của bên em, của bên ông Tám Sang và con bé Đào nó đưa nha. Con bé Đào là cái con chuyên ăn no bị em me là 1-2 giờ sáng, thì nó là người trực tiếp anh Tám Sang đưa em cái đó, là em trực tiếp Đào ơi con đi cho cô Hương. Thì lúc mà chở tới mình chở xe cấp cứu mà đâu có chở xe thường, cái ba gác rồi cấp cứu ồ éo đẩy cái bình vô một cái gia đình trời ơi mang ơn hết xong cái đẩy qua tưởng cái đó của y tế, dạ đâu có y tế, của em không phải của y tế. Dạ rồi cái đem đi qua y tế trả cái bình cho y tế mấy nghiệp, có một cái trả cái bình y tế cho bên em đòi lại chứ bên em cũng đâu có dựa. Alo y tế, ví dụ như là cái trường hợp đó là mình gửi cho phường A quận B đúng không, thì mình tới phường A quận B mình y tế alo chị ơi hôm qua tôi có gửi vô số 123 một cái bình oxy để cứu cho người ta, bây giờ người ta nó gửi lộn đi y tế trả, y tế là 7.890 con người nó cũng chạy bung xà luôn, nó đâu có nhớ bình nào là của mình, rồi xong cái bình luôn rồi không có cái bình rồi làm gì, lấy bình nước bỏ oxy hay gì đúng không. Đó mà bên em nha là hỗ trợ 2 cái đội mai táng, một đội mai táng là của Giang Thị Kim Cúc SOS Sài Gòn mai táng 0 đồng, là em chuyên gọi cho bạn đó để mà mình lo đem những cái người đã mất đi. Cái thứ hai là bên anh Tám Sang cũng là mai táng 0 đồng, nhưng mà bên anh Tám Sang là Apple gì đó không, Apple BD gì đó, BDS nha, thì là anh Tám Sang lo cái vụ đó. Còn riêng cái phần oxy là em đã được cắt cử qua bên một con bé oxy, một con bé mà chuyên lo oxy, rồi mất cái bình oxy rồi giờ làm sao hết nước nói hết công chuyện nó được luôn. Bắt giận bây giờ trong lúc giận cái mặt nó xấu, cho nên bây giờ mình trở lại mình cảm ơn mạnh thường quân nào, em không kêu gọi tiền không quyên góp gì hết, nhưng mọi người thấy em dễ thương tự động đem đồ tới trước cửa nhà em để một rần chở cho nhà em, cho nên xin phép phát ra luôn. Hôm nay em có nuôi quý vị ơi, nuôi ngon, nuôi cái dòng cái tứ nuôi mà mình luộc lên xong bắt đầu mình chiên trứng ăn ngon bá cháy bồ chét luôn. Trời ơi có xúc xích bỏ vô cho ông để tên, cái ghét thì sao không cho ông để tên. Rồi đọc cái gì chú Phương gửi cái cô nào bên Úc nữa đó, cái gì đó không phải Tina Quỳnh gọi kêu chú Phương gửi gọi con gọi chú Phương đi, con nói là cái anh chị nào tổ nguyên tổ thiện nguyện gì bên Úc á, có gửi cho mình dạ mình xin mình gửi tặng lại bà con. Thành ra là Việt Hương rất là chu đáo, Việt Hương có lỡ mà quên của ai xin buồn lòng, đừng buồn lòng Việt Hương. Ví dụ như gửi cho Việt Hương cá hay mì gì á, nhiều khi gửi số lượng 50 thùng hay là 20 chai nước tương nước mắm á, em hứa không có uống ăn được cái đó đâu, em không có ăn cơm quý vị, em sợ mập, bị lớn tuổi sợ mập nha, ăn bún miếng nhưng mà khoái ăn mì lắm tại vì nó lẹ. Rồi ăn gạo nâu, dạ gạo nâu cho, còn mấy gạo này đâu ai cho quý vị, cho nên là ăn gạo nâu nha, đừng gầy em nha, em không ăn mấy cái này được hết. Dạ cái gì dạ đó, bây giờ trở lại công chuyện nha. Cảm ơn, trước khi cảm ơn là mình phải nói đó hiểu không, em xin thưa với quý vị đội Giang Kim Cúc SOS Sài Gòn là đội 0 đồng mai táng, một ngày em cũng gọi cho nó 7.000 cuộc để đưa những cái người đã mất về nơi cuối cùng không lấy một đồng nào, mà bên đó còn cho lại 5 triệu. Đội thứ hai là đội B đi bờ bờ đi đọc cái dễ bờ đờ s phải không, BDS là bờ đờ s á, là của anh Tám Sang cũng xin thưa là không có lấy một đồng nào hết, cũng là mai táng 0 đồng là của anh Tám Sang. Là hai đội đó là ngày nào em cũng gọi người ta tại người ta nhờ giả tới mình. Rồi riêng anh Tám Sang cho em một đường dây riêng, đó là bé Đào 23 tuổi chưa ai lấy đó, là con nhỏ đó riêng ăn no đi oxy cho em. Hôm nay em phải lên đây trình với cả nhà cái công chuyện là 6 giờ sáng là em dậy rồi, tại vì em có công chuyện 6 giờ em phải dậy để em nghe tin tức và thông tin để em truyền đi. Sau đó rồi em mới được ngủ tiếp tới cỡ khoảng 8 giờ rưỡi. Rồi em dậy em làm riết luôn mà đêm là em phải thức đêm, tại vì đêm người ta cần oxy rất là nhiều. Thì các bạn ơi cái bình oxy này giờ em ôm như con, em nào phải ôm như con, ôm oxy như con. Mà em là cái người ôm oxy này nó không có giá trị. Em thưa với quý vị những thằng đem cái oxy nè, những thằng con trai em coi đầu livestream đi, những thằng con trai đem cái bình oxy này tới mới là lạy nó. Dám xông pha vô F0 chụp vô cái mặt người ta, cái bình này mới mấy thằng đó mình mới mang ơn rồi nó đem đi oxy đi, rồi rồi hỏi cái bình đâu con, mất cái bình rồi không có, người ta đã bán 500 ngàn rồi mà bên Tám Sang là không lấy tiền đặt cọc gì, không bao giờ có phi không nói được, phải nói quý vị hiểu không, mình làm từ thiện đấy nói hoài dạ không nói rồi, mấy cái trường hợp này sao, cái bình đâu làm cơm áo gạo tiền thì mình gửi đi được hiểu không, mấy cái này nè nó mua nó bán vậy trời ơi, bây giờ cái này nó còn mắc hơn á,
còn mắc hơn là lương thực nữa, bị người ta đâu có nghĩ mà người ta xài nhiều tới vậy nó nhập về. Ông ơi, ông có thiệt luôn. Em nói cái gì nghe, cái xe hò e của em mà em chở đó, em chở cái gì oxy đi á, tại vì em không có phải là chuyên nghiệp cho nên em không có thể nào mà bóc xác như bên anh Tám Sang hoặc bên Nhân Kim Cúc, cho nên là em chỉ chở oxy tới thôi. Mà tụi em là dân cùi bắp, không có phải dân xịn chuyên nghiệp, cho không có biết tụi em sẽ đọc tuyệt giờ vậy. Và sau này á, vài bữa nữa em sẽ nhờ Đại Nghĩa, cái giọng của Đại Nghĩa, cái giọng nó có, cái giọng của nó là cái giọng mà giống như là thánh thiện nhẹ nhàng, còn cái giọng em mà nhiều chiều khi ta đang hôn mê, đang thở nổi mà nghe cái giọng em họ tỉnh như luôn, bị ồn nhức đầu, mẹ nào ồn vậy. Còn giọng Đại Nghĩa hay lắm. Và quý vị ơi, bước thứ nhất chúng ta sẽ đem cái bình này vào và chúng ta mở van, khi chúng ta thử vào số van nhiệt độ nhảy lên là 3, 2, 1 đúng không. Bước 2 chúng ta để vào người thân này này, bước 3 là Đại Nghĩa đó nói chứ gặp cái nết của em dập em nóng dòng cái nóng ruột của gì hiểu không, dòng nóng ruột tánh em, nóng ruột tánh em cái gì cũng trời ơi cứu rồi, em la lên em nóng ruột và dòng em la hồi cái người mà đang hôn mê ta ngồi vậy ta mệt với em á. Thành ra em có làm cái chuyện đó được, em chỉ làm cái chuyện là vậy nè, la tụi nó xé điệu đi, lấy xe về cho cô, đẩy oxy đi chỗ này là cái họng em. Rồi tụi nó chạy á quý vị, không cơm nước gì trơn, mặt phờ phạc há đói meo râu, hoặc là đêm đang ngủ hay đang ngủ gì đó. Tại vì mình có nhiều đội đi, gồm có 4 đội, thì cái đội nào không có một chuyện thì ngủ, còn cái đội nào có một chuyện thì chạy. Nhiều khi mới cho nhỏ ngủ, nhỏ vừa mới nằm xuống chưa giáp vậy 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 mà phải để cái miệng em ta mới vậy quý vị. Còn gặp dòng cái thứ mà nhẹ nhẹ, anh ơi có người cần oxy anh dậy đi đâu, không có đâu, nó mệt nó ngủ như quỷ luôn. Ông chồng em quý vị, ông khiêng gạo cả ngày tối qua ông ngủ mớ luôn quý vị, ông sợ nói gì không biết nữa. Trời ơi, em mà nghe mà nói cái gì mà gái một cái em giả một chạc liền á, mà không sao không nói gì về gái gú, chắc giờ mệt quá sức đầu gái gú, không nói tới âm nhạc luôn, không nói tới cái càng của ông luôn quý vị. Ông nói gì á, em nói gì á, bị sản luôn, nó mê sản á, hiểu không. Bây giờ trở lại oxy nữa nè, nói đến oxy là nóng máu rồi. Em hỏi quý vị nè, cái công thằng mấy thằng thanh niên á, nó xích như con trâu gì đó, nó mới khiêng nổi cái bình oxy này là nhẹ nha. Cái bình oxy nặng á, bình oxy mà 40 lít là giá là 3 triệu 850, 3 triệu 850 mà bán cái vỏ cũng có 500 mà. Trời đất ơi trời, rồi ai bán lại cái bình này cho em. Bây giờ em xin phép mọi người, xin đừng chửi em tội nghiệp, bình của em. Bây giờ em sẽ cắt cái tên vô đây. Trời ơi chết mẹ không. Trời ơi, dương chuông chùa vậy mà sao không ai thánh thiện. Quý vị ơi, khi mà mình đi bán cái bình này mà lỡ mà nó gõ, trời ơi, chấn động như chuông chùa vậy mà nó không thức âm, nó lợi nó trả cái bình cho người ta. Còn bên Tám Sang á là cái bình cho em, không phải cho em, đưa cho em chạy, chạy oxy tới trả cái bình cho người ta. Tụi em không có lấy một đồng cắt bạc nào hết, em nhắc lại nha, mấy cái này mua không ra đó, rồi bán rồi dục cái này nó gãi cái càng, cái này nó bằng nhựa má ơi. Nó có cái hộp bi ở đây nè, quý vị thấy hộp bi không nè, có hộp bi nè, hộp bi nó chạy nè đó, quý vị thấy hộp bi không đó, hộp bi nè đó, nó đặt cái hộp bình này bằng mũ, mấy ba mấy má kiên để xuống một cái rầm, nó gãi cái này rớt hộp bi rồi ăn cho hết, rồi lấy bi đâu nhét vô, mấy ba lấy hộp gà nhét vô hay gì hả, họ hiểu không đó. Cái gì vậy, kêu hoài vậy ba, rồi tự động nó kêu cái bưng luôn quý vị. Em nói ồn quá đó, em nói cái giọng em nó pưng như chuông chùa vậy đó, chấn động cho tỉnh rồi đó mà vẫn đem bán nè. Đây nè, bà nội nó có giờ nó nổ một cái cành em bóng lên nóc nhà em ngồi live stream á trển, chắc em cười chết vậy. Cái bình oxy nó bị tích hơi á, hiểu không, nó bị gõ bông bông ngay quá, nó tích hơi nổ có rầm nhăn lên nóc nhà ngồi chờ chết. Trời ơi, trời, trở lại oxy nữa, giận quá, giận luôn thiệt á, quá trời mệt rồi thiệt luôn á. Em nói cả nhà nghe quá trời mệt đi, mà thương em làm ơn trả em cái bình. Mà cái con nhỏ đó nó không có dám nói, tại nó bên đội của ông Tám Sang, nó không có dám nói, hiểu không. Nó cô nói với mọi người làm ơn á, không phải là đội Tám Sang mà 1000 cái đội đang chạy ở ngoài đó cho oxy á, làm ơn trả cho tụi con cái bình, chứ không có cái bình đâu có làm gì được. Mà mấy anh đó là người ta đi làm đội tình nguyện, người ta khiêng cái bình đó tới, mất cái bình về chữ nhỏ còn non nước nào ăn cơm nổi luôn, muốn rớt nước mắt luôn, hiểu không. Mày sao mày để cái bình vô đó mà lấy không được, người ta còn chửi rất là nặng nữa. Lúc mà mình tới mình lấy lại cái bình á, người ta quạo mình, người ta chửi nha. Bên Tám Sang là không có lấy đồng bạc nào đặt cọc gì trơn, đừng có đồn vậy tội nghiệp tụi em nha, không có lấy đồng cắt nào hết. Ai đã từng lấy oxy bên Việt Hương xin vài tin nhắn đi, có phải là gọi một cái là oxy tới liền không, đừng có làm vậy tội nghiệp em nha. Đừng có lấy cái bình của em, cái bình của em như đứa con vậy, em ẩm bồng nó thương biết bao nhiêu oxy, nó nặng thấy bà luôn. Hai ba nhỏ mới lăn vô tới nơi được, lăn thở cho đã rồi. Rồi sao cái gì nè, trong đây nhắn em gì, nhắn em nói trả lời đi chị ơi, trả lời gì đi nè, em lo em nói không à. Thưa quý vị là cái tánh em nó nóng á, em làm gì là rớp lẻn oxy phải tới nhà liền, phải không. Thương em trả cho em cái bình đó. Rồi một cái hai nữa, cái bình của Việt Hương xin phép ghi vô đây nha, giống như tại sao món quà của em ghi vô đó là biết của mình. Ví dụ như giờ em hỏi nè, nghệ sĩ Hoài Tâm gửi cho em 10.000 hộp cá, ủa cá đâu được, trời ơi mụ nội em, chẳng lẽ em ăn hết 10.000 hộp cá em lo người ta thấy. Cho nên là cái quà của em á là em để vô vậy nè, giống như cái chị nào mà cho em cái xúc xích không có để tên tuổi gì trơn á, tự nhiên cái con mở này lại tự nhiên cái nó gửi cho chị cái xúc xích, bà coi live stream nhà bà cũng biết xúc xích của bà đi đâu, mình phải để tên để họ vô đàng hoàng, đúng không?